À, chào tất cả quý cô. Thì trên tay của mình hiện giờ đang cầm là hai cái quyển sách, là quyển sách tiếng Việt 1 tập 1 và tiếng Việt 1 tập 2. Của cái bộ sách Cánh Diều này. Còn cái nhà xuất bản là của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Thì phía sau của quyển sách á, là nó có cái phần này, là dùng điện thoại để quét cái mã QR để thấy cái biểu tượng cánh diều. Rồi sau đó chúng ta cào cái lớp bạc phủ nè, là cào cái lớp bên đây nè. Thì quyển sách này mình chưa có cào ha. Còn quyển sách này mình đã thực hiện, mình đã cào rồi nè. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái mã. Mỗi một quyển như vậy nó sẽ có một cái mã riêng. Rồi, thì theo cái hướng dẫn ở đây thì quyển sách này khi chúng ta truy cập vào cái đường link này để mà chúng ta sẽ kích hoạt và chúng ta có thể xem được những cái nội dung của quyển sách này. Thì ngày hôm nay mình chủ yếu mình sẽ hướng dẫn cho quý cô cái cách mà để chúng ta kích hoạt cái mã thẻ này ha, để chúng ta có thể sử dụng những cái tài nguyên của cái bộ sách Cánh Diều này theo từng cái cuốn sách nè. Mỗi một cuốn như vậy, lưu ý là quý cô ha, mỗi một cuốn như vậy nó có một cái mã thẻ, một cái mã này riêng nha. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện trên máy tính nha. Rồi, ở trên máy tính thì quý cô sẽ tiến hành đăng nhập vào cái trình duyệt web ha. Ở đây mình sẽ đăng nhập vào trình duyệt web là Google Chrome. Rồi, sau đó quý cô là tiến hành là đánh cái đường dẫn cluebook.vn gạch hướng dẫn. Gạch hướng dẫn. Rồi, ở đây sẽ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký ha. Vì mình chưa có tài khoản thì chúng ta tiến hành chúng ta đăng ký. Rồi, thì tên tài khoản là gì? Thì ở đây ví dụ như mình đánh là Minh Đức. Rồi, mật khẩu. Rồi, xác nhận mật khẩu là chúng ta. Ở đây nó có yêu cầu chúng ta nè, nhập mật khẩu là tối thiểu là 6 ký tự. Rồi ít nhất một ký tự là viết hoa, một số tự nhiên và một ký tự đặc biệt. Thì chúng ta phải đảm bảo mật khẩu theo đủ các điều kiện đó nha. Rồi ở phía dưới chúng ta nhập lại mật khẩu một lần nữa. Rồi tiếp theo phần tên này mình nhập tên mình vô luôn đó, nhập họ và tên đầy đủ ha. Tiếp theo số điện thoại chúng ta nhập vào luôn. Rồi tỉnh thành phố chúng ta chọn cho đúng ha. Rồi Long An huyện, các bạn chọn cho đúng cái tỉnh hoặc cái huyện của mình. Rồi sau đó tiếp theo chúng ta sẽ đánh vào cái trường mà mình đang công tác. Rồi cuối cùng là chúng ta tích vào cái nút là tôi đồng ý với những cái điều khoản ha. Rồi tiếp theo là chúng ta nhấn vào nút đăng ký. Rồi như vậy là mình đã đăng ký thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào cái hệ thống này. Cái tên tài khoản lúc nãy mình tạo là Minh Đức nè. Rồi mật khẩu là lúc nãy mình đã thực hiện á. Thì mình nhập lại y hệt. Rồi chúng ta tiến hành đăng nhập. Rồi sau khi chúng ta đăng nhập thành công á, thì nó sẽ chuyển vào cái trang giao diện như thế này. Rồi thì ở cái trang giao diện này chúng ta thực hiện thêm sách ha.
Thì cái sách đang sử dụng của mình này, là hiện giờ là không có một quyển sách nào hết. Thì bây giờ chúng ta tiến hành là thêm sách. Rồi, trong cái phần này nó yêu cầu chúng ta là nhập số thẻ sử dụng, là cái phần mà cái thẻ mà mình đã cào được trên cái quyển sách lúc nãy mình nhập vào. Ví dụ như đây là mình cào được cái mã thẻ là 1810 gạch gạch thì nó không có nhập vào ha, chúng ta bỏ cái dấu gạch đó, chúng ta nhập tiếp luôn. Rồi quý cô cứ nhập tiếp luôn ha, cái dấu gạch đó chúng ta bỏ qua, nó sẽ tự động nó sinh ra ha. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào nút xác nhận. Đó, như vậy là nó sẽ báo nhập mã sách thành công. Rồi vui lòng kiểm tra sách vượt kết quả trên trang chủ của bạn, thì chúng ta ok. Thì khi chúng ta thực hiện thành công á, thì đây nè, nó sẽ hiển thị cái mã sách đang sử dụng đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái trang chủ của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành trở vào cái tài khoản của mình nè. Chọn vào tài khoản của tôi. Thì để nó quay trở về cái trang tổng quan. Thì trong cái phần trang tổng quan này á, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sách đang sử dụng nè. Là những cái quyển sách mà chúng ta đã kích hoạt thành công rồi, chúng ta sẽ xuất hiện ở đây. Còn quý thầy cô nào mà muốn chúng ta muốn kích hoạt thêm những quyển sách khác thì chúng ta làm cái theo cách tương tự, là nhấn vào cái chữ là thêm sách và chúng ta nhập các cái mã mà chúng ta đã cào được trên quyển sách nè. Rồi cách thức y hệt như lúc nãy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý cô cái cách mà để mà sử dụng cái quyển sách này. Thì chúng ta chọn vào cái quyển sách mà chúng ta muốn mở ra. Rồi, như vậy là đây là cái giao diện của một cái quyển sách mà khi mà chúng ta mở ra. Thì chúng ta để ý là ở bên trái á, thì chúng ta có là những cái thanh công cụ. Thanh công cụ này giúp chúng ta giảng bài cho học sinh. Sử dụng trên là bảng tương tác, rất là thuận tiện ha. Như là cái con trỏ nè, rồi bút đánh dấu nè, rồi thậm chí là tạo những cái ghi chú hoặc là đánh văn bản vào, rồi sử dụng những cái bút vẽ, rồi những cái đường kẻ mũi tên chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể vẽ hình vuông, hình tròn gì đó. Rồi sau đó là đây là cái công cụ cục tẩy để dùng để xóa. Và ở dưới đây là chúng ta có những cái màu, có 4 màu để chúng ta có thể tùy chọn được. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có phần mũi tên này, chúng ta có thể lật trang này đó, và thậm chí là chúng ta có thể chọn trang nhanh bằng cách này, sổ xuống và chúng ta chọn trong đây đó, rồi nó sẽ lập tức nó nhảy tới cái trang 5 cho mình ha. Rồi và trong đây thì chúng ta có cái phần là bài tập bằng video nè. Đó, khi chúng ta nhấn vào một cái bài nào đó thì nó sẽ phóng to cho chúng ta cái phần này lên. Và chúng ta cũng có thể là xem những cái video liên quan tới cái bài học này, liên quan tới cái hình ảnh. Nhấn vào. Gà. Đó, chúng ta nghe cái phát âm. Cá. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta ngoài ra chúng ta có thêm một cái phần là video để tập huấn. Đây là những cái danh sách video này để chúng ta tập huấn. Rồi ví dụ như là toán nè, tiếng Việt nè, đạo đức nè, tự nhiên xã hội nè, âm nhạc nè. Đó.
cô có thể là xem thêm nhiều cái đoạn video trong đây. Rồi, chân thành cảm ơn quý cô.